Thưa quý vị, ngay sau khi nhận được giải gạo ngon nhất thế giới, giống ST25 đã gây sốt trên thị trường gạo trong nước. Hiện trên thị trường Hà Nội đã bày bán tràn lan loại gạo biển ST25. Điều đáng nói là giống gạo này chưa được công nhận, có nghĩa là chưa được sản xuất kinh doanh rộng rãi. Dạo qua thị trường Hà Nội trong sáng ngày 2 tháng 12, không khó để bắt gặp hình ảnh các bao gạo không nhãn mác, nhưng được cắm tấm biển ghi tay là gạo ST25 Sóc Trăng như thế này. Khi phóng viên muốn tìm hiểu nguồn gốc những bao gạo ST25 này, chủ cửa hàng không trả lời mà xua đi, đồng thời vội vàng che phủ sạp hàng bằng ni lông để tránh ống kính máy quay. Không phải tất cả các cửa hàng gạo đều trưng biển bán gạo ST25. Cô không bán, mà nếu như cô có thì cô không bày nhiều đâu, cô bày ít thôi, bê ra bê vào nó mệt. Cách các cửa hàng bán lẻ gạo không xa là đại lý gạo của một doanh nghiệp lớn. Theo các tiểu thương đầu ngõ thì đây là nguồn cung các loại gạo của họ. Tôi đang đứng trong kho gạo của doanh nghiệp kinh doanh phân phối xuất nhập khẩu gạo lớn nhất Việt Nam. Và đây cũng là một trong số hiếm những đơn vị mà kinh doanh phân phối gạo ST24 sớm trên thị trường Hà Nội. Và theo lời của đơn vị này thì đến thời điểm này họ mới có gạo ST24 phân phối trên thị trường. Hoàn toàn chưa có gạo ST25 bán ra thị trường giống như là một số tiểu thương ở ngoài chợ nói. Là đơn vị cung cấp gạo ST24 lâu năm trên thị trường Hà Nội, đồng thời là doanh nghiệp bao tiêu đầu ra cho các vùng trồng lúa ST24 ở đồng bằng sông Cửu Long, đại lý này khẳng định hiện chưa có gạo ST25 vì thực tế giống này chưa được sản xuất. Hiện tại thì trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều các cái đại lý hoặc cái cửa hàng gạo ấy, họ bán tràn lan các cái nhãn hiệu gạo ST25, nhưng mà thực tế là hiện tại là chưa có dòng gạo này. Không chỉ các nhà phân phối chính thức mà tác giả Hồ Quang Cua, người nghiên cứu lai tạo thành công giống gạo ST25 cũng cho biết chưa có gạo ST25 bán rộng rãi trên thị trường. Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang phối hợp cùng tác giả tiến hành các thủ tục đặt cách công nhận giống ST25. Xem xét các quá trình thực hiện, các cơ việc khảo nghiệm, sản xuất thử của tác giả thế nào. Và với quan điểm của lãnh đạo bộ là khi đủ điều kiện thì giống ST25 được công nhận đặc cách. Gạo ST25 chắc chắn được đặc cách công nhận trong thời gian tới. Tuy nhiên, để có mặt hàng trên thị trường thì phải tùy thuộc nhiều yếu tố. Trong đó, khả năng giống lúa này có thích ứng diện rộng để phát triển đại trà hay không.